Hi, xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrows and Beauty. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại phòng kỹ thuật phun môi và phun mí của DK ở tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và trước màn hình ống kính máy quay của chúng ta ngày hôm nay là một chuyên gia chuyên về phun môi và phun mí ở tại DK, đó là chuyên gia Chin. Thì xin chào chị Chin ạ. Hello mọi người. Biết là hôm nay mình đang thực hiện kỹ thuật gì cho khách hàng vậy ạ? Mình đang phun mí mở tròng cho khách hàng ấy. Dạ vâng, và rất nhiều khách hàng cũng đang quan tâm đến dịch vụ phun mí tại DK. Thì mọi người cũng có những cái lo lắng như là không biết sau khi phun mí thì mình cần phải lưu ý những gì, có cần bôi thuốc gì không và có cần nghỉ dưỡng kiêm khem gì không. Thì mong là chuyên gia giải đáp cho mọi người ạ. Sau khi phun mí thì mình, nếu các bạn phun mí ở DK ấy, thì sau khi phun không cần phải ăn uống kiêng gì cả, ăn uống bình thường. Và mình chỉ cần tránh nước và những chất tẩy rửa trong vài ngày đầu thôi. Còn không cần phải nghỉ dưỡng, không cần phải bôi thuốc gì nhé các bạn nhé. Dạ vâng, vậy thì phun mí xong thì bao lâu sẽ bong và bao lâu thì mực lên ổn định ạ? Phun mí xong trung bình 5 đến 7 ngày sẽ bong. Đấy là thời gian trung bình, còn những người nào mà cơ địa nhanh tái tạo thì sẽ có thể nhanh hơn. Và cái thời gian ổn định màu ấy, thời gian trung bình nó khoảng độ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Cái thời tiết mùa đông nó có thể sẽ lên chậm hơn một chút. Và cũng có rất nhiều khách hàng thắc mắc là nếu mà trong thời gian mực chưa lên ổn định, cái đường lai mí của mình nó còn hơi mờ ấy, thì không biết mình có thể kẻ vẽ hay trang điểm mí được không ạ? Cái đấy thì các bạn có thể kẻ vẽ bình thường. Cái thời gian đầu màu mực nó chưa đẩy lên ấy, nó có thể là chưa đều hoặc là hơi mờ, thì mình có thể trang điểm kẻ vẽ lên, kẻ mắt cho mí thoải mái, không ảnh hưởng gì cả. Dạ vâng, mọi người ơi, sau khi phun mí xong thì sau khi bong xong thì mọi người hoàn toàn có thể kẻ vẽ, trang điểm như bình thường. Và mọi người cũng không cần phải kiêng khem nghỉ dưỡng gì cả. Rất là nhiều khách hàng ở tại DK phun mí xong thì có thể đi chơi, đi làm như bình thường. Có một điều lưu ý duy nhất thôi là mọi người tránh nước vài ngày ở phần mí. Có thể là mình không té nước lên mặt mà mọi người có thể dùng khăn mặt để rửa mặt mọi người nhé. Và rất là cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Việt Trinh ngày hôm nay. Tôi tin là sau livestream này thì rất nhiều khách hàng đã hiểu thêm về dịch vụ phun mí của DK và cũng bớt đi những cái lo lắng của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo.